chúng ta chờ cái diễn sự của chúng sư. Thiên sứ bị rất mà nên ngày đã áo mà chờ thiên sứ nghe. Okay, so in order to practice contemplating on consciousness, you need to know the types of the consciousness first, types of the mind, mental process first. And we can analyze through the doors. We can recognize them through the door, eye, ear, nose, tongue, body, and mind. Và trước hết để chúng ta quán tâm thì chúng ta cần phải nhận biết cái tâm trước, và chúng ta nhận biết các loại của tâm nhận biết thông qua các cái cánh cửa. Chúng ta có 6 cái cánh cửa để mà tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài, đó là thông qua là mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý. So the mind is not existing all the time in your life. The mind is momentary. It arises due to the condition. For the first one, this eye consciousness, the process of eye consciousness, you can recognize is the seeing mind. So you see by that mind. Actually, our physical body cannot see. Our mind can see through the support of physical bodies, physical eyes. So physical eye itself cannot see. Cái tâm của chúng ta đó, nó không phải là một cái đối tượng liên tục. Nó không phải là hiện hữu một cách liên tục. Mà tâm của chúng ta nó cũng có cái tính sinh và diệt, nó khởi lên và mất đi vì cái nhân quả mà nó tâm nó liên tục sinh và mất đi. Cái bản chất của tâm nó cũng như giống như thân vậy, nó cũng sinh ra và mất đi. Và cái tâm của mình đó, thì cái tâm của mình nó giúp cho chúng ta nhận biết, nó có nhiều chức năng, trong đó nó có cái năng lực là nhận biết được mọi thứ mà không phải không nhận biết được thân, hoặc nhận biết được cái yếu tố khác mà không phải bằng cái con mắt thường. Con mắt thường thì chúng ta nhìn thấy được cái cảnh, cái ảnh ở bên ngoài, nhưng mà có cái tâm thì nó có thể nhìn thấy được, nhận thấy cái thứ, hoặc nó bắt được những thứ, hoặc giúp chúng ta hiểu được những cái điều mà chúng ta không phải là sử dụng con mắt thường để mà nhìn thấy. So inside the body we have the eye sensitivity, which can capture the perceivable form or something to see, the object, something to see. So then and there must be something to see the perceivable form as an object. And in combination of these two, find the support of the light. And if we pay attention on that, and we see, it means we see me. Before that, we don't see. At that time, we see. So the consciousness which makes seeing arise after that, it disappears. So according to the Abhidhamma teaching, when you are seeing, you cannot hear, because only one type of process can arise in your mental process, in your mind. So when the process of seeing arise, the hearing
process cannot arise. After that, the hearing process arrives. Then seeing consciousness arises. But the changing the frequency of these mind movements are very fast. It's very fast. That's why you think at the same time I see, I hear. At the same time I hear, I see. Okay. Cái tâm của chúng ta đó, nó quan sát tức là cái nhận biết của chúng ta, cái tâm hay biết, cái hay biết của chúng ta đó, nó nhận biết được các cái pháp ở trong thân tâm của mình. Thì khi mà chúng ta nhắm mắt lại đó, những cái hiện tượng, những cái chuyển động, những cái biến đổi, những cái sinh diệt ở trong thân tâm của mình, hoặc là những, có thể là những cái cảm giác mà chúng ta có thể cảm nhận được, chúng ta nhìn thấy được, chúng ta có thể quán chiếu được, đó là nhờ cái tâm quan sát đó, nhờ cái tâm hay biết đó. Thì cái tâm đó nó liên tục sinh ra cùng với cái hiện tượng, và nó cũng mất đi cùng với hiện tượng, cho nên chúng ta nhận biết được cái chỗ đó, chúng ta cảm nhận được cái chỗ đó là nó có cái tâm hay biết đó mà chúng ta nhận biết, chúng ta cảm nhận được, chúng ta biết được thân, hoặc là biết được các yếu tố thuộc về tâm nó diễn ra như thế nào, là nhờ cái tâm hay biết nó có năng lực quan sát nhận biết các yếu tố về danh và sắc như vậy. Và tại một cái khoảnh khắc thì một cái pháp sinh khởi, thì cái tâm quan sát đó nó cũng sinh khởi và nó cũng tắt. Và tại một cái thời điểm trong theo như là ví dụ pháp đó, thì một cái thời điểm thì cái tâm quan sát của mình nó chỉ quan sát được một cái yếu tố thôi, một pháp thôi, một cái hiện tượng thôi. Ví dụ như khi chúng ta tại cái thời điểm chúng ta nhìn, thì tâm chúng ta nó nhận biết được cái ảnh nó nhìn, thì nó không nhận biết được cái nghe. Tại cái thời điểm khác nó nhận biết được cái âm thanh, cái nghe, thì nó không thể nhận biết được cái khác. Cái tâm quan sát của chúng ta là nó chỉ quan sát được một yếu tố tại một thời điểm thôi. Tuy nhiên là các cái pháp nó sinh diệt rất là nhanh, trong từng sát na nó sinh diệt rất là nhanh. Cho nên rằng là chúng ta tưởng rằng là tâm của chúng ta nó liên tục là thứ nhất. Thứ hai nữa, chúng ta tưởng rằng là chúng ta có thể nhìn, có thể nghe, có thể cảm nhận được đồng thời. Nhưng mà trên thực tế nó không phải như thế. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng là như là chúng ta vừa nghe, vừa nhìn, vừa cảm nhận nó diễn ra cùng một lúc. Vì sao? Vì cái sự sinh diệt nó diễn ra trong tích tắc rất là nhanh, trong từng sát na rất là nhanh. Nhưng cái tâm hay biết của chúng ta nó biết từng cái một, chứ nó không phải là nó không phải nó biết một cách đồng thời, hay là tất cả nó diễn ra đồng thời. Một lần thì chỉ có thể nhận biết được một pháp thôi. Okay, so there are the six types if we classify according to the object. So six types of mind are running in your process. For example, if you install six applications in your device, and if you run one application for seeing, then if you run another application for hearing, and another one for smelling, and another one for tasting, and the other one for knowing the touching, then the last one for the mental object. So it is very wise things. So in this way, in your mind also, six applications are running. By one, you see. By one, you hear. So you need to keep this understanding before you analyze the mind, before you observe the mind. Và như vậy thì trong một cái thời điểm thì chúng ta biết rằng là chúng ta hoạt động sáu cái giác quan cùng với nhau. Tức là khi con người chúng ta hiện hữu là chúng ta có mắt, có mũi, có tai, có lưỡi, có thân, có ý. Như vậy thì cái tâm quan sát của mình
nó sẽ lần lượt chạy theo, nó lần lượt nhận biết tùy theo là lúc đó chúng ta đang ý thức vào cái giác quan nào. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta nhìn thấy cái tâm hay biết, cái ý thức của chúng ta đó, nó nhận biết ở con mắt. Khi mà chúng ta để ý ở lỗ tai thì tâm hay biết của chúng ta nó hiện ở cái lỗ tai, ở cái lưỡi thì chúng ta biết cái lưỡi, ở cái mũi ta biết cái mũi. Nó sẽ di chuyển, nó sẽ như thế, tùy theo mà chúng ta tiếp xúc đối tượng ở cái cánh cửa nào thì cái tâm quan sát, cái ý thức của nhận biết nó sẽ nằm ở đó. Đầu tiên thì chúng ta cần biết cái điều đó phải đã. Okay, but in this case you should not get confused. I can run all six application or at the same time in my device, but actually in the process of reality you cannot run all six process at the same time. They will arise only one time at a time. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là không phải đâu, tôi có thể là tôi chạy trong cái hệ thống 6 cái giác quan này cùng một lúc, tôi vừa có thể nhìn mà vừa có thể nghe được, cái sự nắm bắt của tôi nó có cái năng lực đó. Nhưng mà không phải, chúng ta chỉ tâm hay biết, nó chỉ biết được một bộ phận, một giác quan tại một thời điểm thôi, cho nên nó không thể nào biết lần 6 cái. Nhưng mà do nó diễn ra quá nhanh nên chúng ta tưởng đó là chúng ta nhận biết 6 cái cùng một lúc. So, for example, when you are listening to the Dhamma talks, so if you close the eye and then you try to analyze that process, so the voice come to touch your eardrum, then you know what it means. So if you understand more about that the voice is just a voice, but the meaning come through the concept what we have recognized before, what it means. So the voice is said is there as an object, and it gives some information to us through touching eardrum. Then our mind arise. There, more complicated thing is sometimes we like that information. Sometimes we don't like the information given by the voice. But actually, the voice and eardrum coming together and give rise to consciousness, the process of consciousness. They have become, we develop our mind with the other function of the mental process. They become their like or dislike, wholesome to unwholesome, like this. So this is arising consciousness through the hearing. Bây giờ chúng ta đi phân tích một cái tiến trình, giả sử như là khi chúng ta ngồi ở đây, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta nghe pháp. Khi chúng ta nghe pháp thì cái âm thanh này nó bắt đầu tiên là nó đi vào trong cái lỗ tai, và cái bộ đó là bộ phận tiếp nhận thông tin. Thì bắt đầu thực ra thì lúc này âm thanh nó chỉ là âm thanh mà thôi, xong rồi cái nhị thức, cái nhận thức đó, cái tâm nhận thức á, nó mới biết được là cái âm thanh này nó, và nó đối bắt đầu nó đối chiếu lại thì mới hiểu cái nghĩa, từ cái chỗ cái hiểu nghĩa đó và bắt đầu là nó mới sinh khởi là cái việc là thích hay không thích, nó sinh khởi cảm thọ, rồi nó sinh khởi cái việc thích hay không thích. Từng cái khi mà chúng ta quan sát một cách vi tế từng cái thời điểm như vậy là cái tâm hay biết trong từng giai đoạn nó sẽ sinh khởi, và đó chính là cái quy trình mà khi mà nhận thức thông qua âm thanh. So in the Vipassana practice, you should be develop your awareness so that you can recognize when it arises. So as we usually misunderstand the voice with the information. So we have to analyze what is the voice. The
the voice come, the sound come to touch your ear, you know that that's the object. And the information come through the voice, the sound, is according to your mind, according to your mind. And also acceptance, how you accept, is going to attachment or going to get angry or going to the, you know, the wisdom or like this. This also depends on your acceptance. So if you are strongly mindful, you can analyze the object as a cause, as a condition, and something inside your body receive the object, touch to the object. And after that, after combination, that lead to give the information. So you have to also your mind from that beginning. If you start from that beginning, and your mind will not be out of your control, your mind will be under your observation, and you understand about the mind with the condition. So you do this condition, this type of consciousness, this type of mind is arising. And in what, good or bad, you can analyze more and trying to keep all the bags, trying to remove all unwholesome or bad moment of mind. In this way, you can develop your meditation, your mind itself. Okay. Chúng ta quan sát cái âm thanh nó đi vào thì ban đầu là cái âm thanh đó nó chỉ là âm thanh thôi, cho nên chúng ta hãy chánh niệm để chúng ta nhận biết cái âm thanh nó chỉ là âm thanh thôi. Nhưng mà sau đó thì cái thức tuệ mà nó mới nhận biết cái âm thanh đó có ý nghĩa gì, và khi đó chúng ta mới hiểu cái nghĩa. Nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ hiểu lầm, nó hiểu lầm rằng nó là chúng ta cái âm thanh nó đi vào là mình biết cái nghĩa nó luôn. Nhưng mà thật ra không phải, âm thanh chỉ là âm thanh thôi, thì mình phải học cái cách chánh niệm. Chúng ta có thể là một là chúng ta biết chánh niệm đến cái âm thanh chỉ là âm thanh thôi, hoặc là cái giai đoạn hai chúng ta biết chánh niệm đến cái nhận thức của chúng ta hiểu ra được các cái âm thanh đó có cái ý nghĩa là gì. Tiếp theo nữa là chúng ta bằng thống cái hiểu cái nghĩa đó mà chúng ta sẽ khởi lên cái cảm giác là cái cảm có cảm thọ về cái âm thanh đó, chúng ta cũng có thể chánh niệm đến cảm giác của mình về ý nghĩa đó. Và tiếp tục là chúng ta thích hay không thích, thực ra thì cái âm thanh nó chỉ là cái âm thanh, cái ý nghĩa nó cũng chỉ là ý nghĩa thôi, nhưng mà tâm của chúng ta nó sẽ vì có cảm thọ nên là cái tâm của chúng ta nó có thể là thích hay không thích đối với cái ý nghĩa đó hoặc đối với cái âm thanh đó. Chúng ta cũng có thể quan sát nhận biết để chánh niệm trên cái tác ý hay là cái tâm của mình nó bị dính mắc vào cái đối tượng đó hay là nó bị chối bỏ cái đối tượng đó. Chúng ta cũng cần phải nhận biết và quan sát cái tâm của chúng ta nó dính mắc tới cái đối tượng đó như thế. Và khi mà chúng ta thực hành quan sát như vậy đó thì cái thực hành ta tiến bộ lên, mình hiểu được cái quy trình để mà cái cơ thể của chúng ta, cái tâm trí của chúng ta nó đón nhận cái thông tin và chúng ta quan sát, chúng ta nhận biết thì cái trí tuệ và cái năng lực quan sát của chúng ta nó phát triển. So it seemed a little bit complicated if you just listen the this Dhamma talk and what it mean, just trying to think about it seems complicated, but actually if you try to apply in your meditation, it become clear. So when you see something, it means that the iron consciousness arising in your mental process. So at that time, you just need to aware this is the arising of iron consciousness. So first trying to aware of that. So just seeing, you can notice that just seeing, it is seeing, the events are seeing. Due to the condition, the seeing arise. Then next time also, you focus on that as long as you are seeing something. And because the mind is so fast, even though you are trying to focus on seeing, this is seeing, this is the events of seeing, but actually it's going into your mind. Some process arise, you like or you don't like. Then you will see the
through more process in your mind when you are focusing on the seeing and developing, just noticing what they're seeing. Then after that, you understand by seeing, I feel something else. So this is the mental process. So you just need to aware of that. And also when you are hearing also, because the voice touched to your eardrum, it's right, a hearing process. So just notice hearing. This is the process of mind. Okay, that's no problem. You can just keep observing the seeing. In this way, you can notice your mind and you can and practice on your mind. Chúng ta cố gắng thực hành quan sát để chúng ta hiểu được cái tiến trình nhận thức hay là cái tiến trình làm việc của tâm. Giả sử như khi chúng ta nhìn thấy một cái đối tượng thì thực ra ban đầu nó chỉ là cái ảnh thôi. Cái giai đoạn đầu á, nó diễn ra rất là nhanh. Tức là chỉ thấy cái ảnh thôi, là lúc này là chỉ là thấy là chúng ta chánh niệm, tức là chúng ta chánh niệm trên cái thấy của mình, cái hành động thấy của mình, thấy chỉ là thấy thôi. Nhưng mà khi cái ảnh nó đi vào, bắt đầu là nó mới có cái thức, bắt cái nhãn thức, là chúng ta mới hiểu được đấy, chúng ta có được cái ý nghĩ gì đó về cái nhận thức về cái ảnh đó. Rồi cái cảm thọ nó sinh khởi lên, thì có thể là chúng ta chánh niệm trên cái chỗ mình nhận biết, hoặc là chúng ta chánh niệm chúng ta quan sát để nhận biết cái cảm thọ của chúng ta đối với cái ảnh, cái cảm thọ nó sinh khởi. Rồi bắt đầu là cái tâm dính mắc của chúng ta thích hay không thích, lúc này nó mới thích hay không thích, thì chúng ta cũng chánh niệm, chúng ta nhận biết trên cái sự thích hay không thích đối với cái ảnh mà chúng ta nhìn thấy đó. Cho nên chúng ta thực hành thiền á, là nó diễn ra rất là nhanh, thì chúng ta chọn, chúng ta quan sát. Nếu mà chúng ta quan sát cái cảm thọ đối với các cái ảnh nó diễn ra, hoặc là quan sát cái sự chính mắt của chúng ta, hay là sự chấp chặt của chúng ta đối với cảnh, hoặc là chúng ta chánh niệm trên cái hành động nhìn của chúng ta. Chúng ta bằng những cái sự thực hành như thế, một cách vi tế như vậy, mà chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái tâm của mình, hiểu rõ hơn về cái tiến trình ở trên thân tâm, và từ đó mà nhờ đó mà chúng ta không bị mê mờ, mà không bị dính mắc. Tương tự như vậy, cái âm thanh khi nó khởi lên cũng như thế, mình có thể là quan sát để biết rằng là nghe, chỉ là nghe, nhưng mà rồi cái tiến trình tiếp theo là cái tiến trình nhị thức, chúng ta nhận biết cái âm thanh nghĩa, ý nghĩa, rồi cái cảm thọ nó khởi lên. Chúng ta có thể quan sát cái cảm thọ khởi lên thông qua âm thanh, rồi đó là sự dính mắc, sự chấp chặt hay là sự không thích của chúng ta đối với cái âm thanh đó. Thế thì đó là cái tiến trình mà chúng ta có thể thực tập, chúng ta quan sát, chúng ta chánh niệm như thế để chúng ta phòng hộ các căn, và bằng cách đó cái sự dính mắc của chúng ta nó giảm đi, và chúng ta hiểu biết về cái thực, và nhờ đó cái thực hành thiền của chúng ta nó phát triển lên. When the odor or smell come to touch to your nose sensitivity also, you can smell. It is just the smelling, the nose consciousness arise due to the condition. And also if you taste something, also due to the object of the taste, and you guess the taste, you know the taste. This is just the process due to the condition. And also, if you are aware of the touching of tangible object, and you know it is the touching, through the touching, sometimes it appears that you are like or dislike come to your mind through these six senses. And other time, when you are thinking about something, you if you observe that, you will know that there's the object, maybe the person or the things, or the events already happened, or the event it can be possible to happen. So there must be object of your mind when you are thinking. So object is there, your mind is thinking about. It means the mind and its object. Due to that, that happened, you like or dislike, you feel comfortable or painful or something like that. So in this way, your mental process is arising in six application.
Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta ngửi cái mùi gì đó, chúng ta đầu tiên là nó chỉ là có một cái mùi, có là cái sự mùi cái thú giác của mình nó tiếp chạm tới đối tượng. Đầu tiên nó chỉ có một cái đối tượng, và khi nó tiếp chạm đó đó thì cái tâm hay biết của mình nó nhận biết cái mùi đó. Mùi nó chỉ là một cái mùi thôi, nhưng rồi nó mới sinh cái cảm thọ, cái nhận biết của đó, và rồi chúng ta mới dính mắt vào là thích hay không thích. Thì tùy theo mà chúng ta chánh niệm trên từng cái giai đoạn như vậy, tất cả nó là các cái đối tượng, và cái tâm quan sát của mình nó nhận biết cái đối tượng đó tùy theo mà nó sẽ nhận biết. Thế thì chúng ta cần phải hiểu và thực hành cái quy trình để chúng ta hiểu rằng là cái quy trình chúng ta nhận biết là nó như thế, và chúng ta cần phải thực tập nhiều và thực hành để chúng ta hiểu rõ tất cả các cái nó là các cái đối tượng để hành thiền, đối tượng để chúng ta thực hành chánh niệm, cái tâm quan sát, cái tâm hay biết của chúng ta nó nhận biết như thế, và chúng ta cần phải thực hành để chúng ta hiểu được cái cách tương tự như vậy mà cái cơ thể của chúng ta, thân tâm của chúng ta nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua sáu cái giác quan tương tự như thế. Đối với cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng như vậy, mà tâm trí, suy nghĩ, rồi cảm giác tinh thần của chúng ta, vân vân, chúng ta cần phải hiểu để chúng ta có thể chấp nhận được. So this is the way how to practice vipassana meditation on your mind. So if you focus and practice in this way, you will learn about the consciousness, that the consciousness or the minds are the momentary process, and they arise due to the condition. In this way, you can see the impermanent nature of the mind. Then you can develop your concentration on that, and you can develop your inside knowledge on that, and you can up to the attainment or enlightenment, you can keep going that practice as a vipassana meditation. Okay. Bằng cái thực hành như thế, chúng ta sẽ hiểu về chính là chúng ta đang phát triển về thực hành vipassana, và cụ thể ở đây là chúng ta đang thực hành quán tâm của mình. Chúng ta hãy thực hành tiếp tục như vậy, đó là con đường đi đúng đắn để chúng ta hiểu được cái bản chất thật của vạn pháp, hiểu được cái sự thật, hiểu được cái tự nhiên, cái vận hành, và bằng cái pháp thực hành như thế, tùy minh sát của chúng ta nó sẽ phát triển, và đó là cái con đường để đưa cho chúng ta đi đến với sự giác ngộ. Cho nên rằng chúng ta hãy tiếp tục thực hành siêng năng để chúng ta đạt được cái sự khai ngộ của mình. Okay, I'm going to stop here, and let's continue to the question and answer or the report. Và bây giờ ngài tiên sư sẽ dừng cái bài thuyết pháp ở đây. Ở đây là 7 giờ là cái thời gian chúng ta có thể trình pháp và chúng ta có thể đặt câu hỏi. Rồi xin mời bạn Lương nha. Dạ thưa sư, con di chuyển vào đây. Dạ thưa thiền sư, con có vừa rồi con có nghe pháp á, và con có nghe thiền sư nói là tôi sân hận thì không có cái tôi, không có cái ta ở đây, nghĩa là không có cái bản ngã. Thì con có đọc trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ là có đoạn thì mình quán tâm á, mình nói thì Đức Phật có nói về cái việc là tuệ chi nội tâm tôi có sân hận á. Ví dụ như là nội tâm tôi có sân, biết nội tâm tôi có sân á. Thì con có đọc được cái đoạn như vậy. Và con cũng có thực hành, có những lúc con thực hành, con niệm như vậy và niệm là nội tâm tôi có sân, tôi biết nội tâm tôi có sân luôn. Thì con cũng đang thắc mắc là với cái mà thiền sư nói và với cái thực hành như vậy thì mình làm sao cho nó clear hơn, con đang bị mâu thuẫn cái đó. Nhưng mà con cũng biết rằng là ý là
con chưa chưa có rõ về cái phần đó đó, làm sao để mình cái đó chỉ là cái niệm vậy thôi, hay là nó cũng có tác động tới cái tâm trí của mình khi mình niệm là nội tâm tôi có sân. Bây giờ để cho cái câu hỏi này nó đơn giản đó. Yeah. Bây giờ sẽ hỏi như thế này, nó dễ nó ngắn gọn hơn này. Có nghĩa rằng á là này giảng rằng á là không có ta, không có tôi. Mặc dù như vậy á thì trong rất nhiều cái văn bản thì Đức Phật lại có giảng rằng á là tôi vẫn ngay vẫn lại vẫn nói về tôi. Dạ đúng tôi. Rồi. Thì nó như thế nào, đúng không? Được chưa? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Yes, do đó she asked that you teach about non-self anatta. You said that we observe and we realize we will see the reality and know myself, no self. So we don't think that I am angry or something like that, because no I. However, in the doctrine, in some sutta, Buddha said that when you feel angry, you know that you I am angry or you are angry. So we also use the word I or the word you, but in some teaching that non-self, so but why Buddha also said I, if I am angry, I know I am angry. Yes. Okay, that is, the Buddha teach, they use the common language, common language to let us know what is realities. So although the Buddha used the I am angry, you have to aware of that. When you are angry, you have to aware that I am angry. But actually, it does not mean there is I or there is myself. Actually, this is using the common language to let us know. If the Buddha just said that when the anger arises, you have to know anger arises. But we cannot find out where is the anger, the arising of anger. So by using the word you or by using the word I, the Buddha let us know where we have to observe, we have to understand. And also in the... Chúng ta chờ chút xíu, thiền sư bị yếu mạng. Okay. So when we talk about the meditation practice, we usually refer to the Abhidhamma teaching. And so if you just follow the sutta teaching, you think that there is I or me or you or father or mother, etc. Because if there is no father, we cannot keep the father like this. But actually, this is
composition of this teaching based upon the concept we already understand. So the intention of the Sutta teaching is also to teach the way and the way people can understand. So any sutta have the specific intention to explain something. That's why the Buddha need to use the ordinary sense or language there. But in the Abhidhamma teaching, to explain about the nature and reality, the Buddha just used the word which can explain about the true nature of reality. So this is the difference between the Sutta teaching and Abhidhamma teaching. And also in the practice, we need to use a bit understanding of the Abhidhamma teaching. Câu hỏi rằng đó là chúng ta biết rằng đó là cái ý thức về vô ngã là nó không có một ai cả, mà chúng ta thực hành, chúng ta học, chúng ta quan sát ý thức, nó không có một ai đó, không có cái ngã, cái tôi. Nhưng mà trong kinh đó, thì có khi chúng ta lại thấy Đức Phật nói rằng đó là nếu mà nội tâm có sân thì tôi biết rằng nội tâm tôi có sân. Vì dược vẫn sử dụng cái tôi, cái câu nói về thật là dùng cái từ về tôi như vậy. Thế thì ở đây thiền sư nói rằng á, là Đức Phật dạng như thế được bởi vì Ngài đang sử dụng theo cái cách nói thông thường, và Ngài đang giảng bài như thế để cho mọi người có thể hiểu được. Cái ý ở đây á, là khi chúng ta có cái cảm giác sân thì chúng ta quán và chúng ta biết là đây là cái cảm giác sân, và để chúng ta thực hành tốt hơn á, thì chúng ta cần phải học về ví dụ pháp, chúng ta cũng phải dựa vào cái một cái xa hơn, chúng ta không thể chỉ dựa vào kinh được, bởi vì là cái lời kinh là lời giảng của Đức Phật, thì lời giảng của Đức Phật nhiều khi là chúng ta không hiểu xa hơn, mà trong cái lời chú giải hay lời hướng dẫn của những cái vị thầy ở trong những cái chú giải, những cái hướng dẫn thì để giúp cho chúng ta có thể hiểu sâu hơn và chúng ta có thể thực hành được làm xa hơn, đúng hơn, tốt hơn, chúng ta hiểu rõ cái lời kinh đó hơn. Còn nhiều khi chúng ta đọc cái lời kinh đó nhưng mà chưa chắc là chúng ta đã hiểu đúng được, nên chúng ta cần phải học thêm để chúng ta hiểu, để chúng ta thực hành tốt hơn. Thì ở đây á, nói tóm lại rằng ở đây rằng là Đức Phật sử dụng rất nhiều cái khái niệm thuộc về cái đời thường, thuộc về cái cách nói gọi là tục đế đó, cách nói về đời thường, để chúng ta, để mục đích là truyền tải cái cách thực hành và truyền tải cái bản dạng của mình. Thì chúng ta cần phải hiểu như thế. Cô muốn hỏi gì nữa không ạ? Ok. Xin mời tiếp theo, xin mời cô Sajini. Dạ thưa sư, con có một câu hỏi muốn hỏi là con đang thắc mắc là giữa người tu sĩ và người cư sĩ tại gia, thì nếu mà cả hai đối tượng trên đều học và hành nghiêm túc thì cái người cư sĩ tại gia họ có thể đạt đến giác ngộ giải thoát hay không, có hay không giống như người tu sĩ hay không, và nếu có thì tại sao, và không có thì tại sao ạ? Con cảm ơn sư. Dear Sayadaw, she asked,
the difference between the lay people and the bhikkhu or bhikkhuni. If a lay people, lay person practice well, can they get enlightenment or not? If they also can get enlightenment, why? And if they cannot, why? So she want to ask the difference between the lay people and the bhikkhu or bhikkhuni in the way of practicing, in the role of practicing. Okay. The related to the way of practice, there's no difference between lay people and bhikkhu bhikkhuni. It's just the difference is the base, the foundation of the practice. This means that the foundation, our foundation of the mindfulness, the practice. If we understand the practice is the concentration, development of concentration and insight knowledge to attainment of the enlightenment, that the base is moral precept. The base is morality. And the base is the way of living. So, two things we have to understand the difference. One difference is we have a different moral precept. So, lay people, lay person, and a bhikkhu have different moral precepts. So, if lay people keep his precept, he is the one who have the purification of morality. And also, if the bhikkhu keep his Vinaya rules, you can say he is he has the purification of moral precept. So in both cases, two can practice in the same opportunity, in the same level, just going to develop concentration and insight knowledge. Then for the bhikkhuni also the same. They have the specific rules. Based on the purification of the moral precept, we can continue in our way of practice. But the Buddha pointed out that the monk's life is more freedom to practice. Because we don't have the family to take responsibility. And we don't have much disturbance if we live in the proper way of living in according to the Buddha's instruction. So the monks and bhikkhuni, they have a more freedom to practice, to focus on practice other than taking so much responsibility. So this is the only way different. So moral precept, if we can keep, it's okay. We are in the same. Standing on the purification of moral precept, we can continue with the same level. And the mostly we can find the difference is the way of living. So some lay people also, they can provide their life to have their free time and to have the freedom to practice. And sometimes we can see the monks, they are very free to practice. They are very, you know, they're applicable in the practice, and bhikkhuni also the same. But for some monks and bhikkhuni, they are very busy, like this, so teaching others and then helping others and taking responsibility for the temples. Like this. So if in this situation, they also cannot continue their practice. So actually, the way of practice is not different. Just we can have some difference in the way of living and the way of moral precept. Cái câu hỏi á, là cái người cư sĩ có thể thực hành để đạt được cái sự giác ngộ khai sáng hay không, và cái sự khác nhau giữa cái người cư sĩ và cái người xuất gia trong con đường thực hành là gì. Câu trả lời á, là nói về cái con đường thực hành á, thì không có sự khác nhau giữa người xuất gia và người cư sĩ. Bởi vì cái con đường thực hành đó, đó chính là cái phương pháp thực hành, là con đường thực hành đó, nó không có khác nhau. Cái con đường thực hành đó là chúng ta, cái con đường giới định tuệ,
con đường bát chánh đạo là đó là con đường, nó không có cái phân biệt rằng bạn là ai, bạn làm gì, bạn như thế nào, nó không có phân biệt, mà nó phụ thuộc vào cái việc mà bạn có giữ giới được hay không, bạn có thực hành minh sát được hay không, hiểu được cái sự thật tuyệt đối hay không, bạn có sống được trong cái sự thật tuyệt đối đó hay không, để từ đó là tiến tới cái sự giác ngộ khai sáng. Cho nên là cái người Phật tử họ hoàn toàn họ có thể thực hành tốt, giữ giới tốt, và họ hoàn toàn có thể rằng là đạt được cái sự giác ngộ. Đó là ý thứ nhất nói về sự giác ngộ là và cái sự thực hành thì không có phân biệt giữa người cư sĩ hay là người tu sĩ. Cái ý thứ hai đó là cái ý về cái sự khác nhau. Thì nếu mà nó có khác nhau chỉ là cái cách sống khác nhau thôi. Đối với người cư sĩ thì họ sẽ có nhiều cái trách nhiệm, họ có cái sự lo lắng cho bản thân, họ lo lắng và họ xây dựng, họ làm nhiều thứ, nhiều việc vì cái cuộc sống của thế gian, họ sẽ bận tâm nhiều thứ. Còn đối với người xuất gia đó thì họ sẽ dường như là họ chỉ chú tâm vào thực hành thôi. Và cái sự khác nhau đó là nó như vậy, tức là khác nhau chủ yếu là khác nhau vào cách sống. Mặc dù như thế thì có nhiều cái người cư sĩ tại gia họ vẫn giành được và họ thực hành rất là tốt, nhưng có những người tu sĩ thì họ cũng là rất là bận rộn. Họ bận rộn trong cái trách nhiệm, trong ví dụ những cái việc giảng dạy, rồi họ bận rộn trong cái lo lắng cho cái chùa của họ, vân vân. Thì cũng có nhiều tu sĩ họ không có thời gian để mà thực hành, họ vì họ có quá nhiều cái trách nhiệm. Thì đó nó tức là cái khi nói tóm lại thì cái sự sự khác biệt đó là cái người tu sĩ thì sẽ là chăm lo trong cái pháp một cách toàn tâm. Cô muốn nói gì không cô? Ok, thank you. Xin mời cô Như ạ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con xin đảnh lễ thiền sư và sư vô thủ. Dạ. Alo. Dạ. Sư có nghe không ạ? Dạ. Nghe rõ ơi. Dạ. Mô Phật. Dạ. Thưa sư. Cho sư có thể cho con hỏi thiền sư là khi con trong cái quá trình mà con tu tập á, thì con thường á, gặp cảnh thì con thấy cái tâm của mình gặp những cái cảnh như lo lắng, sợ hãi thì con thấy cái tâm mình rất là khó chịu, nó cứ hồi hộp và nó tim nó đập rất là nhanh, và khi ấy thì con lại cảm thấy là mình phải quay về cái đối tượng của mình đang quan sát, như là đối tượng phòng xẹp. Như vậy thì tâm con từ từ nó lắng xuống và con bình tĩnh trở lại. Như vậy thì khi mà con quan sát cái tâm sân của mình thì con thấy cái tâm sân thì cái tim con nó cũng đập mạnh như thế. Nhưng con không có theo dõi cái tâm sân mà con quay về con theo dõi đối tượng của con, mà là đối tượng mà con đối tượng chánh niệm trên thân của con là phòng xẹp.
Thì như vậy thì có phải là con sẽ không không thể mà nhìn thấy được cái sự thật của cái tâm sinh diệt không ạ? À? Con vẫn thấy là lúc đó là cái tâm của con nó bớt sân, đến lúc mà nó hết sân thì nó bình tĩnh trở lại. Xin sư hỏi thiền sư giúp con là như vậy con tu có đúng không ạ? Hướng dẫn cho con cái cách để cho con thấy rõ được cái sự thật trên con đường tu tập của mình ạ. Cô ơi, cho con hỏi, cho sư hỏi lại một chút coi thử là có đúng cái ý của cô không nhé. Là giả sử như mình đang quan sát cái tâm sân nhưng rồi mình lại là chủ động quay về cái đề mục là quan sát cái thân không cô? Dạ, vì cái tâm, khi cái tâm sân của mình nó khởi lên á, mình cảm thấy là nó càng lên mạnh, và sau đó sợ mình không kiểm soát được thì mình lại quay về cái đề mục. Do lúc cái đó cái trạng thái cảm thấy nó không được phòng hộ, thành ra con quay về cái đề mục của mình. Không biết con làm như vậy có đúng không ạ? Rồi từ từ rồi nó mới hết cái sân đó. This hero, she asked about the object. Now, when she observed the angry mind, this becomes stronger and stronger. So in some stage, she afraid that she is afraid of no control. She worried that she cannot control the angry. So she changed the object. She observed the body. If she do like that, she can realize that the angry mind is lessen. However, she worried that if she do like that, it's right or wrong, because if she do like that, she think that she cannot understand the nature of the angry mind. So she want to ask Ikedor how to practice well to understand the nature. Okay, in this case, she needs to make sure that she is observing the angry mind, or she is observing the situation she get anger, or the object of that. So if she observe on angry mind, it means the consciousness that takes the object, she just need to focus on that. Although it is with anger, she can observe. This is, she is observing the angry mind. The other thing is, she observe the angry situation, give right the anger. So why she get angry, she take the object, this situation, or the person, make her angry. If she observe on that person, sometimes if she reflect on the wall, that caused her anger. So two situations different. One is she is observing the angry mind. This is the mind. But the other is the situation, person, and the object. So in both sides, the result were different. If she can observe the angry mind, she can learn about, she can understand, and the anger will disappear. But still, the angry mind, although it is already gone, and can be the object of her meditative mind. On the other hand, if she observes the situation where she gets angry and the object, the person or the world that caused her anger will stronger and stronger. So that's why this is
she need to make the correct object in her meditative practice. So if she has the correct object, which is the angry mind itself, the anger cannot develop. So in the way she cannot identify the consciousness with anger, it's angry mind. So she can change the object also, okay, but as she said, she cannot learn about the angry mind. Okay. Ở đây thì thiền sư hướng dẫn cho chúng ta đó, đó là chúng ta có thực sự là quan sát cái tâm sân, hay là chúng ta đang quan sát cái sự kiện về sân, hay là chúng ta đang quan sát về cái đối tượng mà khiến cho tâm sân nó khởi sinh. Có nghĩa rằng là để chúng ta thật sự quan sát được nó một cách vi tế đó, thì chúng ta có cái định tâm nó mạnh để chúng ta mới biết được, mới phân biệt được rằng là chúng ta đang quan sát cái gì. Chúng ta có thực sự là quan sát được cái tâm sân hay không? Cái tâm quan sát, cái nhận biết cái sân đó, nhận biết cái cảnh đó, hay là chúng ta đang quan sát cái sự kiện đó, hay là chúng ta đang quan sát cái đối tượng đó. Nếu như mà chúng ta thực sự quan sát cái tâm sân, tức là quan sát cái nhận biết của cái tâm sân, cái sân nó nhận biết cái sân đó, thì cái sân đó, mình nhận biết được cái sân đó đó, thì cái sân đó nó sẽ giảm, nó sẽ không xảy ra cái hiện tượng như thế. Còn nếu như mà khi mình quan sát trong cái sự kiện đó, trong cái dòng chảy đó, mình bị cuốn theo đó đó, thì cái tâm sân của mình có thể nó, cái sân nó sẽ có thể nó phát triển lên. Nhưng mà mặc dù như thế thì mình vẫn phải cố gắng để mà nhận biết, để mà quan sát cái đối tượng đó, nhận biết để quan sát. Còn trong trường hợp mà chúng ta không nhìn thấy rõ, không quan sát được, không biết được, không thấy được, thì chúng ta lo lắng về cái sân đó nó khởi sinh mạnh quá và chúng ta chuyển sang cái đối tượng khác, thì chúng ta có thể làm như thế, nhưng càng ngày phát triển hơn, định tâm của chúng ta phát triển hơn, thì chúng ta cần phải đi vào cái cần phải quan sát cái sân đó và nhận biết cái tâm sân đó, nhận biết rằng là mình đang quan sát cái gì, mình có đang quan sát cái cảnh, hay là mình đang quan sát cái đối tượng, hay là chúng ta đang thật sự gọi là nhận biết được cái tâm sân đó của mình. Nếu chúng ta thật sự nhận biết cái tâm sân đó của mình đó, chúng ta hiểu được, mới hiểu được cái sân đó, và từ đó thì cái sự chính mắc, sự chối bỏ, hay là cái tiến trình của sân đó chúng ta mới hiểu rõ, và chúng ta mới tiến tới thoát khỏi cái sân đó. Thank you so much. Okay. Thấy bạn Ngọc Mimi, không biết bạn nam hay nữ đây, mà cũng mở web video đó. Chúng ta muốn đặt câu hỏi, chúng ta nên mở video lên, nó mới lịch sự, nó đúng pháp. Mình hỏi, mình giơ tay, mình không có mở video lên, mình không biết ai cả. Trong lúc chúng ta học online thì rất là nhiều người khác nhau, chúng ta giao lên là không biết ai hết. Không biết những người này họ có lịch sự hay không, họ có đàng hoàng hay không.
Okay. If we don't have a question, we can stop here. You have any question? Today I cannot open the setting because yes. Okay, no problem, and you can just follow on your side, and I will recite the test. Okay, let's conclude our Dhamma talk, making aspiration and sharing merit to all beings. Imina punya kamina mami pala samagamo sadang samagamo hodu yava nibbana padiya idame punyam asavakaya vaham hodu idame punyam nibbana sapateyo hodu mama bunya bhagam sabasatanam bhajemi te sabbe me sama punya bhagam labantu sadhu sadhu sadhu. Okay, may all you be well and happy in your practice. Cầu mong cho chúc tất cả chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc trong cái thực hành. Thank you, Sayadaw. Bye bye and see you tonight. Okay. Thank you, Bante.